Vào sáng ngày 15 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin từ Công an quận Liên Chiểu về vụ việc mất trộm hàng trăm điện thoại di động xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Theo quản lý cửa hàng, thời điểm tối ngày 14 tháng 10, do mưa lớn nước dâng cao nên nhiều người dân trú nhờ tại cửa hàng. Trong thời điểm điện bị cắt, tủ kính vỡ, các đối tượng đã trộm hàng trăm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nên là hoảng loạn nên tụi em có nghĩ là mình khóa cửa rồi và đưa khách lên một số khách lên tầng 2 để trú ẩn. Thì lúc mà quay lại xuống thì em thấy là cửa kính đã vỡ hết rồi ạ. Thì em thấy là không còn ai ở dưới này hết và cửa kính toàn bộ đều vỡ hết luôn ạ. Qua kiểm kê thì số lượng mất thì lên đến là 130 cái điện thoại. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác minh được 5 đối tượng nghi vấn và 4 đối tượng khác có liên quan. Qua đó đã tiến hành mời các đối tượng trên về cơ quan công an để làm việc. Các đối tượng có năm sinh từ năm 1999 đến 2003. Chiếc xe tải chạy từ khu Ngã Ba Huế chạy xuống. Tao sống là đánh bờ kính cương lực. Nên mọi người là tầm khoảng 20 người vào đó trú. Xong vào đó thì ngồi một lúc thì là em có lấy 20 cái điện thoại, xong có 2 cái iPhone và các hàng khác. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì đã xác định được cái đối tượng nghi vấn. Sau khi xác định đối tượng thì chúng tôi tiến hành triệu tập đối tượng về để đấu tranh làm việc. Thì qua làm việc, đối tượng cũng đã khai nhận cái hành vi trộm cắp tài sản của mình cùng với 5 cái đối tượng khác. Thì hiện nay cũng còn một số cái tăng vật đang chưa được thu hồi. Thì cũng khuyến cáo với bà con nhân dân chúng ta, những ai mà đang tàng trữ sử dụng mua bán lại những cái thiết bị này thì cũng mong là bà con chúng ta giao nộp lại. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ được 38 chiếc điện thoại các loại trị giá hơn 525 triệu đồng, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy tìm tài sản và các đối tượng có liên quan, qua đó củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.